chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, tiếp nối với chủ đề lần trước, trong chương trình kỳ này, Minh Vy xin mời quý vị một lần nữa gặp lại tiến sĩ Trần Đăng Khoa, giảng viên khoa quản trị Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn xoay quanh chủ đề doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đang là xu thế lớn mạnh trên thế giới, trở thành một yêu cầu mềm đối với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Nhưng ở Việt Nam, vấn đề này vẫn chưa được các doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Hàng loạt các vụ việc vi phạm môi trường, vi phạm quyền lợi người lao động, xâm phạm lợi ích người tiêu dùng nghiêm trọng đã và đang khiến cộng đồng bức xúc và mất dần lòng tin vào các doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích thực hiện trách nhiệm xã hội mang lại cho các doanh nghiệp là cần thiết trong bối cảnh đất nước ta hiện nay. Thưa ông, nhắc về ý nghĩa của cụm từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thì chúng ta nên hiểu về nội dung của nó như thế nào ạ? Trách nhiệm xã hội, thuật ngữ thì nó được phát triển cách đây hơn 50 năm. Đó, thì lúc đó thì người ta đưa ra cái thuật ngữ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó. Nó để nó giải thích được cái chuyện đó là khi các công ty họ quản lý cái tài sản của họ đó không được làm ảnh hưởng đến cái quyền lợi, đến cái lợi ích của xã hội, là công ty bồi hoàn lại những cái tổn thất mà công ty gây ra cho xã hội. Cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đó là cái nghĩa vụ của doanh nghiệp mà họ phải vun đắp cho các cái lợi ích của xã hội, của cộng đồng, bên cạnh cái việc họ tìm kiếm lợi nhuận. Thì một doanh nghiệp là kinh doanh thì đương nhiên bắt đầu là tìm kiếm lợi nhuận rồi. Vâng. Nhưng mà anh tìm kiếm lợi nhuận thì anh không được làm ô nhiễm môi trường. Anh phải có ý thức để mà bảo vệ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, không được khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phải biết chăm lo cho nhân viên, phải biết là quan tâm đến những cái lợi ích của những cái người liên quan như là khách hàng hay là các cái đối tác của mình. Vì sao ở thời điểm này chúng ta lại phải cần đề cao cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hơn nữa ạ? Cái lý do thứ nhất đó là do cái sự tác động của các cái yếu tố về như là về biến đổi khí hậu, về ô nhiễm môi trường tác động đến chúng ta ngày. Vâng. Nó gây ra cho chúng ta lũ lụt, nó gây ra chúng ta thay đổi về điều kiện thời tiết, mưa gió bất thường vân vân. Nó ảnh hưởng ngay thực tế đến cuộc sống của chúng ta. Vâng. Và như vậy thì người dân người ta ý thức được cái chuyện này, nhưng người ta rất quan tâm, hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ. Do thứ hai nữa đó là cái hiện nay là cái sự phổ biến của cái phương tiện về truyền thông, thì các cái thông tin ví dụ như là cái thông tin về vấn đề về xã hội, giả sử như là vấn đề về người nghèo hay là bệnh tật. Vâng. Hay là thiên tai ảnh hưởng chẳng hạn, nó được truyền tải đến người dân rất nhanh. Và như vậy thì nó tạo ra cái sự cảm thông, đồng cảm sâu sắc của người dân đối với những cái khó khăn, những cái bất hạnh đó. Vấn đề thứ ba, ý nghĩa thứ ba đó là khi hiện nay chúng ta tham gia vô thị trường kinh tế thế giới đó, đặc biệt là những cái thị trường của các nước phát triển đó, thì cái yêu cầu của họ về cái thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp rất là cao. Ví dụ như họ yêu cầu là chúng ta không được sử dụng cái lao động trẻ em, sản xuất thì không được gây ô nhiễm môi trường. Và cái cuối cùng đó là cái hiện nay là ngay cả cái thị trường ở nội địa chúng ta thì cái trình độ về dân trí người ta cũng tăng lên rồi. Người dân người ta cũng ý thức được cái quyền hạn của họ đối với các cái đơn vị sản xuất. Như vậy thì người ta đòi hỏi nhiều hơn và đòi hỏi doanh nghiệp anh phải tuân thủ cái vấn đề về trách nhiệm xã hội như là phải tuân thủ luật pháp, phải đóng thuế đầy đủ. Và hiện thời thì cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sẽ được thể hiện rõ nhất ở những cái khía cạnh nào mà chúng ta có thể quan sát thấy? Khi nói đến trách nhiệm xã hội đó, mọi người hay nghĩ đến đó là cái trách nhiệm là làm từ thiện rồi giúp đỡ người nghèo đó. Thì nếu mà chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi thì nó thiếu, nó chưa đủ. Thì cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nó được thể hiện qua bốn cái khía cạnh. Thứ nhất là vấn đề về kinh tế. Như vậy khi doanh nghiệp mà kinh doanh thì như vậy anh phải có trách nhiệm với lại những cái người cổ đông, những người mà làm ra đem đầu tư tiền cho doanh nghiệp. Như vậy thì anh kinh doanh anh phải mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Thì khi doanh nghiệp làm cái việc đó cũng đó là thực hiện cái trách nhiệm xã hội. Cái khía cạnh thứ hai là về pháp lý. Thì ở đây là doanh nghiệp phải tuân thủ các cái yêu cầu, các quy định của luật pháp. Thứ ba là khía cạnh đạo đức, những vấn đề mà có thể luật pháp chưa quy định nhưng mà nó thuộc về vấn đề về thuần phong mỹ tục, về cái truyền thống của chúng ta. Vì doanh nghiệp khi mà chúng ta hoạt động thì chúng ta cũng phải giữ những cái vấn đề đó. Và cuối cùng là trách nhiệm tự nguyện, là khi mà làm kinh doanh có điều kiện thì như vậy thì anh phải có trách nhiệm với lại cộng đồng, phải đóng góp cho cộng đồng, mình khai thác được từ lợi ích từ cộng đồng thì như vậy thì phải đóng góp ngược lại cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện. Đây mới là vấn đề về từ thiện, giúp đỡ, ví dụ như đỡ người nghèo, và chúng ta hỗ trợ những người ta bị thiên tai, bị tai nạn, vân vân. Vâng, và khi thực hiện trách nhiệm xã hội thì những cái việc đó thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái sự phát triển của một doanh nghiệp ạ? Có thể nói bốn cái lợi ích. Như vậy cái lợi ích thứ nhất đó là về cái
Thì trách nhiệm xã hội thực hiện tốt nó sẽ giúp mình cắt giảm được chi phí. Đấy, ví dụ như là một cái công ty họ làm về cái sản xuất bao bì ở Ba Lan, khi mà họ đầu tư cái hệ thống dây chuyền sản xuất mới mà nó đảm bảo về vấn đề về môi trường, nó giúp cho họ tiết kiệm được 12 triệu đô la Mỹ về chi phí. Thứ hai, đó là cái thực hiện trách nhiệm xã hội nó giúp mình tăng được doanh thu. Thứ ba, đó là cái trách nhiệm xã hội nó còn giúp cho mình tăng được cái giá trị thương hiệu. Như vậy thì hiện nay chúng ta thấy là cái khách hàng người ta cũng đang rất quan tâm đến việc mà thực hiện cái đóng góp cho xã hội lợi ích người ta đang mong muốn. Bởi vì khi doanh nghiệp mà thực hiện cái trách nhiệm xã hội, đóng góp cho xã hội, làm công tác từ thiện, hỗ trợ, tài trợ, vân vân. Như vậy thì các doanh nghiệp họ, các người tiêu dùng họ sẽ rất là coi trọng. Và nó sẽ tăng cái uy tín, và chính cái uy tín này nó tăng cái doanh thu. Bên cạnh cái việc họ cung cấp cái sản phẩm chất lượng, giá cả phải chăng, thì cái hình ảnh về thực hiện tốt trách nhiệm xã hội đó cũng là một cái hình ảnh mà cái người tiêu dùng họ rất là coi trọng. Và cái thứ tư, đó là cái trách nhiệm xã hội nó góp phần chúng ta thu hút được cái người giỏi, người lao động giỏi. Thì trong cái bối cảnh hiện nay thì các doanh nghiệp nó phải, chúng ta phải cạnh tranh với lại nguồn lực, với lại các công ty rất là khắc nghiệt, không phải Việt Nam không mà ở trên thế giới nữa. Như vậy thì những công ty nào mà chúng ta thực hiện tốt cái trách nhiệm đối với nhân viên, ví dụ như là chúng ta trả lương công bằng, đầy đủ cho nhân viên, có các chính sách lo cho nhân viên như bảo hiểm y tế tốt, tạo môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên, hỗ trợ cho nhân viên trong cái cuộc sống của họ để nó bớt đi những cái mâu thuẫn giữa cái công việc của họ và cái cuộc sống gia đình của họ chẳng hạn. Và như vậy thì những công ty làm tốt cái việc đó thì người nhân viên họ sẽ có xu hướng gắn bó với công ty hơn, và như vậy nhân viên có giữ được những nhân viên giỏi. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua những chia sẻ và ví dụ cụ thể của tiến sĩ Trần Đăng Khoa thì chúng ta có thể thấy mối tương quan giữa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội, cũng như chúng ta có thể thấy được vai trò của trách nhiệm xã hội một doanh nghiệp có thể giúp quảng bá được hình ảnh doanh nghiệp đó tốt hơn nữa. Chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.